Hello, xin chào anh em. Mình quay trở lại đây anh Mai. Sau bao nhiêu ngày bận quá nè, ngày công việc cũng ổn ổn rồi, tạm rảnh rảnh xíu vào làm cái clip cho anh em xem vui nha. Chứ hôm ngày cũng bỏ kênh lâu quá không có làm cái clip nào hết. Đấy. Thì cái bản hôm nay mình chơi cái bản game TO3 ha, TOE3 là TOE3 lên. Đấy. Một cái bản update. Nó cho phép chúng ta có thể hạ nâng hạ kính xe nha. Thì nó đã biết hơn mấy ngày nay rồi. Nói chung mình nay mình vô mình review hơi chậm chút xíu thôi, có cái thì review được rồi nha. Và những con xe trong game được on lên nè, tốt thông minh em nó làm lại rồi, nó sẽ dừng lại qua đá nhen nó đi qua ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình xem con xe mình nha. Skin là của bạn Đoàn Tuấn Cảnh gửi cho mình nha, mình test nha. Đấy. Xe rất là đẹp ha, mình chạy con dash rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần trong xe. Đây là nội thất của xe. Ở cái phần kính xe thì các bạn update mới nữa cho phép mình nâng hạ kính xe đây. Mình nhìn nha. Mình sẽ nâng hạ này. Đấy. Anh em nhấn giữ vô cái nút này á thì nó rồi, ba chạy đây. Anh em nhấn giữ vô nút này nè, hạ cái nút này nè. Đó, nâng hạ đó nha. Đấy. Nhấn giữ nha, rồi buông ra cũng được, nó sẽ chạy từ từ. Đấy, xuống từ từ nó nứt ra. Xuống từ từ thấy không? Đấy, xuống hết luôn ha. Đây rồi bên đây cũng vậy nè, thấy không, nhìn nó lên từ từ nè, đó thấy không, chạy lên không, đó nó lên từ từ, đó từ từ. Đấy, đây nó lên tới đây nè, thấy không. Đó, bây giờ mình nâng lên nè. Ở cái bản game này thì mình đánh giá cao cái phần chi tiết về cái nâng hạ kính xe, lý do là biết sao khi em hạ kính xe xuống thì cái âm thanh ở ngoài nó vô rất là ồn ào, nghe rất là ồn ào. Còn khi mình nâng cấp, mình nâng cái kính lên đó, mình che là mình nhờ mình đóng kính lại thì nó sẽ bớt ồn, âm thanh nó sẽ nhỏ lại, âm thanh cái những cái động những cái xe khác chạy trên đường ấy, những cái âm thanh trên đường đi mình nó sẽ giảm nhỏ lại, hoặc là cách âm anh em âm á. Còn nếu mà anh em hạ xuống này rất là ồn, mình hạ xuống nè, rất là ồn ha, ha. Còn mình đóng trở lại thì nó sẽ nhỏ từ từ, từ nhỏ xíu luôn. Đấy, nghe không? Đấy. Và cái phần khi mình đóng cái kính xe lại anh em thì mình không thể nào lú đầu ra ngoài được anh em nha. Nè. Anh thấy không? Không thể lú đầu ra ngoài được như cái những phiên bản trước anh em nha. Khi mình nâng mình hạ kính xuống thì mình lú đầu được. Giờ mình hạ kính xuống nè. Đấy. Mình sẽ lú đầu ngoài được em ha. Đấy. Đó. Đang như cũ ha. Đấy. Còn khi mình nâng lên thì nó sẽ hạ không có lú đầu được em nha. Đó, nó cũng đẩy cái cabin mình vô mà, đúng không? Đấy. Đó là cái điều rất tuyệt vời em ha, rất tuyệt vời. Đấy. Rồi bây giờ mình đi mình ra ngoài. Đấy, trời đang mưa em ơi. Trời đang mưa. Đấy. Trời đang mưa. Đó. Ồ, mưa xối xả rồi em ơi. Đấy, mưa xối xả rồi. Đây. Xe rất đẹp nha ha. Đấy. Rất là đẹp. Hình ba cái. Rồi. Cái skin này thì chắc cũng rất là đẹp anh em ha, rất là ngầu rồi. Nói gì skin này, nó quá đẹp. Rồi thôi để mình vô xe lại. Để mình hạ cái bánh xe xuống dưới ha. Ồ, nó lúng xuống rồi thì mấy hàng. Đấy. Rồi. Có nhìn em không biết ra đèn em, cái đèn cái nút bên đây nè. Cái đèn cái nút nằm chỗ này nè. Nằm chỗ này nè. Cái đèn này. Đấy. Trời mưa thì mình với bật led nè, nó sẽ lát đây nè. Lát. Đó. Rất đẹp này mày. Rồi mình review xíu về cái kính xe thôi trong phiên bản update mới này nha.
Ngày đó tương lai sắp tới nó sẽ có update thêm một phiên bản nữa nè, đó là nó sẽ có thêm map và cái phần mà chơi online em ha. Đó, hy vọng nó sẽ có cái phiên bản chơi online nha, để chúng ta cùng nhau vào ta kéo cái chế độ kéo đi ha, kéo thùng hàng đi mình đi chơi online nha cho nó vui nha mày. Chứ mà chạy cũng mình đi cũng chán, mình chạy mình có team mình chạy chung là ha, nó vui vẻ hơn nhiều. Rồi thôi mình tạm thời kết thúc clip rồi, thì chứ đơn giản thôi, cũng không có gì nhiều đâu ha. Nhưng có phiên bản có gì mới thì mình sẽ thêm. Rồi chúc bác thì xem cái video để mình giải trí nha. Rồi các anh em rất là nhiều, bye bye.